Kia Soluto vừa ra mắt tại Việt Nam vào ngày 14 tháng 9. Chiếc xe này là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City. Nhà phân phối chưa công bố thêm thông tin gì về xe, ngoài mức giá khởi điểm 399 triệu đồng. Tuy nhiên, phía đại lý tiết lộ thêm giá bán chi tiết của 3 phiên bản Soluto là MT, MT Deluxe và AT Deluxe là 399 triệu cho đến 455 triệu đồng. Mẫu xe này được trang bị động cơ 1,4 lít, tương tự đối thủ Accent, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.